nãy giờ luộc xong rồi cả nhà. Mở coi gì nữa. Mở thằng làm trọng á. Mắm à. Đến đi. Cái gì là gì? Giờ ông nội thì mẹ. Mấy một tháng chục. Vừa là sếp bảo vệ hả? Rồi đóng cửa rồi ông khỏi chạy, ông tào lao khỏi chạy luôn. Tháo cửa. Hả? Mời đẹp. Mời đẹp. Vô. Dậm vậy. 1, 2, 3, come on. Hello cả nhà, chào cả nhà. Bữa nay trở lại kênh của Lê Hành Trình TV nha. Bữa nay mình có tiết mục chương trình là ăn mới đi mua đồ về cả nhà. Nay cả nhà. Rồi. Luộc xong heo. Rau sống à. Bây giờ mình bắt lên mình luộc nha cả nhà. Mình luộc coca cả nhà. Cái này bao nhiêu đây hả? Dạ. Cái nào? Cái niệm triệu mấy á? Kim đan phải không? Không phải. Tiền bao một cung gan. Con mượn nè. Đồ. Anh giữ. Thì cho mượn đi nha. Anh kêu lúc đó liền. Tạo không. Không có tiền nhậu, nó có tiền cung gan. Ờ. Thấy nè. Nó mở thôi. Vậy coi nè. Vậy là mình xương hả? Chắc qua đây ngồi luôn nè. Hôm nay Okay.
2000 years later. Thằng làm cái chục chai như tháng không? Rồi cái nhà nãy giờ luộc xong rồi cái thằng coi gì nữa. Bơ thằng làm trọng á. Mắm à. Đến đi. Bơ thằng làm trọng á. Con hai ba thằng tài xế coi như gì là gì. Giờ ông nổi thì mẹ. Mấy một tháng chục chục. Vừa là ăn nhậu thì tối ngày luôn. Làm chiều là cái là xúm nhau nhậu ổng đạt. Phải được á lại nhậu công bảo vệ mình á. Không được cái văn gì nè. Tôm nó có tôm rồi kia. Không mắm tôm mình ăn thật cay á. Còn mình quẩy à, cái đó phải mắm tôm. Quẩy mắm thúi à. Mắm tôm ở đây mình kêu mắm tôm mà. Quẩy đường một vô cái thêm miếng canh cái miếng ớt cho nó chấm cái này thời ăn y bài luôn á. Nhà có mắm tôm không? Giá cày luôn. Thôi. Được rồi. Này mắm nêm mắm tôm là nó ủ với tôm á, còn cái mắm đó nó em tính mua mắm tôm mà thấy ăn cái đó hôi hôi. Giống như thịt cày. À, mắm tôm ăn giá cày ngon cho ăn ngon. Cái này là thịt bò. Mắm này là này ăn thiếu thịt bò. Chấm lá lốt. Với lá lốt nướng rồi đó. Nướng thịt bò nướng cũng ngon lắm luôn. Món này mua trễ quá chứ không mà ăn là cưng ăn đi vui rồi lâu quá không gặp ha lâu quá không gặp nãy giờ mình nói nó không cười giờ rồi đại ca nói nó cười đại vui ơi được chứ nó nhìn người không nổi ơi anh em không gặp nhiều quá trời rồi lâu rồi lâu rồi thiệt cái chứ nhìn nhầm rồi đó không trời nhìn người không nổi ơi thì kìa đó nói tới đó các bạn rồi. Về nữa giờ là con nhậu với ông Dương nặng không? Dương á, ông làm chúng ta nghỉ rồi đó. Ở đây nè, chỗ có hổm nổi chung đó. Không, ông qua ông nhậu với ông Sáu mà. Mấy bữa điện tư nổi nữa nè. Sếp bảo vệ hả? Rồi đóng cửa rồi ông khỏi chạy, ông tào lao khỏi chạy luôn, tháo cửa. Hả? Mời đẹp! Mời đẹp! Vô! Giờ ông làm gì vậy?
đâu có vậy? Của đâu? Của thằng Dũng gì? Hải Dương. Hai chồng luôn. Ông bị đuổi đấy. Vậy mà không bị đụng chứ hả?